Thời điểm này, nhiều diện tích lúa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đang bắt đầu vào vụ thu hoạch đông xuân 2022-2023. Tại huyện Châu Thành A, nhiều hộ dân trồng lúa theo khuyến cáo của ngành chức năng là áp dụng kỹ thuật 3 giảm 3 tăng và 1 5 giảm, nên giảm được chi phí và lúa bán được giá cao. Dạng như mấy người mà mần không theo thời vụ, không theo của mấy ông nhà nước chính quyền địa phương đưa ra thì mần dù như mấy người cắt trước thì 500-600 lỗ. Còn như đợt này khúc thị trấn này thì mần khoảng 700 ngoài 800 thì cũng có lời. Hiện tại giá lúa đang được các thương lái thu mua tại ruộng với mức giá khá cao nên bà con vô cùng phấn khởi khi lúa vừa đạt năng suất cao vừa bán được giá. Tại huyện Vị Thủy, giá bán lúa tươi tại ruộng từ 6.600 đến 7.500 đồng một ký, tăng từ 500 đến 1.000 đồng một ký so với vụ đông xuân năm ngoái. Sau khi trừ chi phí sản xuất, bà con kiếm được lợi nhuận khoảng 30 triệu đồng một hecta. Được là một hecta, nhưng mà năm nay thấy trúng hơn, mà trúng hơn năm rồi, với giá cũng cao hơn, mà tôi mần giống OE18. Thì có lợi một hecta có lợi khoảng 30 triệu. Bán cho lái thì nó cũng cao hơn là vài trăm đồng so với năm rồi, nhưng mà lấy trước tiền cọc một tháng lấy trước. Vụ lúa đông xuân 2022-2023, toàn tỉnh Hậu Giang xuống giống được hơn 75.500 hecta. Các giống lúa được bà con tập trung gieo xạ gồm RVT, ST25, OM18, Đài Thơm 8, OM5451, Jasmine 85. Đến nay, nông dân trên địa bàn tỉnh đã thu hoạch được hơn 7.000 hecta. Huyện Phụng Hiệp là địa phương dẫn đầu của tỉnh về năng suất lúa bình quân khi đạt 8 tấn một hecta, kế đến là huyện Châu Thành A với 7,95 tấn một hecta.